Dù chỉ mới gia nhập làng giải trí gần 4 năm, nhưng Lưu Dục Hiểu đã nhanh chóng bỏ túi nhiều vai diễn và để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng. Lưu Dục Hiểu cũng được xem như là một đối thủ nặng ký của tiểu hoa thế hệ 95 như Ngô Thư Hân, Trương Tịnh Nghi, Châu Dã hay Điển Hy Vi. Tuy nhiên, không phải lúc nào Lưu Dục Hiểu cũng khiến người khán giả trầm trồ bởi tạo hình của mình, bởi nữ diễn viên không ít lần xuất hiện với hình ảnh khó hiểu, làm cộng đồng mạng cũng không biết xếp cô nàng vào nhóm mỹ nữ hay phụ nữ. Trong video này hãy cùng Cbiz Phim bàn luận đôi chút về Lưu Dục Hiểu nhé! Đôi nét về Lưu Dục Hiểu. Lưu Dục Hiểu sinh năm 1999, sau khi du học tại Anh, cô trở lại Trung Quốc và gia nhập làng giải trí. Nữ diễn viên trẻ bắt đầu được chú ý với bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường có tên là Thời Gian và Anh Vừa Hay Đúng Lúc. Lưu Dục Hiểu rất chăm chỉ đóng phim, cố gắng trau dồi kinh nghiệm với những vai phụ. Lưu Dục Hiểu sở hữu vẻ đẹp xinh xắn, trẻ trung như nữ sinh cấp 3. Dù chỉ là diễn viên tay ngang, song cô có kỹ thuật diễn xuất khá tự nhiên, không gượng ép. Chỉ trong 2 năm gần đây, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim Hoa ngữ hot nhất màn ảnh nhỏ như Ngọc Cốt Dao, Bảy Kiếp May Mắn, Tây Xuất Ngọc Môn và gần đây là Tích Hoa Chỉ phát sóng hồi đầu năm 2024. Năm 2023, khi vào vai nữ sát thủ Thượng Quan Thiển trong bộ phim Vân Chi Vũ, nữ diễn viên sinh năm 1999 khiến người hâm mộ trầm trồ không chỉ bởi khả năng nhập vai xuất sắc, diễn xuất sinh động mà còn bởi tạo hình cổ trang gây thương nhớ của cô. Cô để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả khi thể hiện tốt tính cách đối lập với ngoại hình của nhân vật Thượng Quan Thiển. Nhan sắc xinh đẹp, thanh thuần, mong manh, vô hại như thỏ trắng, nhưng thực chất lại tâm cơ, mưu mô. Bên cạnh tạo hình cổ trang mãn nhãn, cặp nhân vật phụ Thượng Giác và Quan Thiển được xây dựng thú vị, hấp dẫn cũng khiến độ thảo luận của cặp đôi tăng mạnh. Những màn đấu trí, yêu hận bất phân của hai người là những tình tiết khó rời mắt. Bị chỉ trích vì ngoài đời không đẹp như phim. Lưu Dục Hiểu từng được khen dễ thương và đáng yêu như nữ thần Thanh Xuân trong bộ phim Học Đường Thời Gian và Anh Vừa Hay Đúng Lúc. Còn trong bộ phim Vân Chi Vũ, Lưu Dục Hiểu được khen là mỹ nhân cổ trang với vẻ đẹp hút hồn, thậm chí lấn lướt nữ chính Ngô Thư Hân. Tuy nhiên, thoát khỏi vai diễn, Lưu Dục Hiểu lại gây thất vọng với gu thời trang quê mùa và vẻ ngoài xuề xòa. Chính vì vậy, một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên không đủ đẹp để vào vai mỹ nhân, không đủ cuốn hút để đóng nữ chính. Điều này cũng khiến một số nhân vật do Lưu Dục Hiểu đảm nhận không thu hút thêm người xem. Trước đó, sự giản dị của Lưu Dục Hiểu chính là một trong những lý do khiến người hâm mộ yêu mến cô. Nữ diễn viên không ngại khoe mặt mộc trên trang cá nhân. Nếu không tham gia các hoạt động chính thức, Lưu Dục Hiểu thường ăn mặc xuề xòa, không có phong thái minh tinh. Hình ảnh ngoài đời thực của Lưu Dục Hiểu cũng không ít lần khiến khán giả sốc và chê bai, thậm chí những ấn tượng tốt từ vai diễn của cô cũng mất hết. Gần đây, Lưu Dục Hiểu còn trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội vì vẻ ngoài lôi thôi và nhiều lần gặp sự cố trang phục. Quả thật, trong một số ảnh chụp đời thường, Lưu Dục Hiểu đã xuất hiện trước công chúng với mái tóc rối bời, khô sơ hoặc bết dầu. Trang phục mà nữ diễn viên lựa chọn cũng bị đánh giá là quê mùa, không tôn dáng, dìm màu da. Thậm chí trong một số hình còn thấy rất nhiều lông thú cưng dính trên quần áo của cô. Gu thời trang kém nổi bật cũng gây ra nhiều điều gây bất lợi với việc phát triển sự nghiệp của Lưu Dục Hiểu. Nữ diễn viên sinh năm 1999 bị đánh giá là yếu thế hơn so với các đồng nghiệp cùng lứa vì không có khí chất thời thượng, mặc hàng hiệu như hàng chợ. Do đó, tài nguyên về mặt thời trang của Lưu Dục Hiểu cũng kém hơn so với nhiều tiểu hoa khác. Đào lại những hình ảnh trước đây của Lưu Dục Hiểu trong các bộ phim, có thể thấy, ngoài vai diễn cô nàng học sinh Lâm Tích năm 2022 và nhân vật Thượng Quan Thiển trong phim Vân Chi Vũ năm 2023, thì ở những bộ phim khác mà Lưu Dục Hiểu tham gia, nữ diễn viên lại không được đánh giá cao ở phần tạo hình. Ví dụ ở phim cổ trang Ngọc Cốt Dao, nhân vật Bạch Tuyết Oanh mà Lưu Dục Hiểu đảm nhận, dù được khen xinh xắn nhưng cô lại có kiểu tóc kỳ khôi, dìm nhan sắc của cô nàng. Cùng năm đó, khi đóng bộ phim Cả Thế Giới Đang Chờ Hai Người Chia Tay, dù đảm nhận vai nữ chính nhưng tạo hình của Lưu Dục Hiểu cũng xuề xòa, như thể không được chăm chút. May mắn thay, sau vai diễn Thượng Quan Thiển trong Vân Chi Vũ, thì cuối cùng Lưu Dục Hiểu đã có thêm một vai diễn cổ trang đẹp đến xuất thần trong phim Nhập Thanh Vân sắp tới. Vai diễn Minh Ý đầy hứa hẹn của Lưu Dục Hiểu trong Nhập Thanh Vân. Lần này, khi đóng Nhập Thanh Vân, Lưu Dục Hiểu đã khai thác được tạo hình trẻ trung và nhẹ nhàng hơn. Nữ diễn viên sinh năm 1999 vẫn còn rất trẻ và phù hợp với hình ảnh một nữ thần phim cổ trang. Nếu khi đóng nhân vật Thượng Quan Thiển trong Vân Chi Vũ, Lưu Dục Hiểu có thần sắc của một sát thủ thông minh, lanh lợi, thì vai diễn Minh Ý trong Nhập Thanh Vân lại thiên về hướng sắc sảo và kiều diễm, mà thường những tạo hình như thế này thì khó lấy lòng khán giả. Thông qua những hình ảnh đầu tiên được hé lộ từ trường quay, có thể thấy Lưu Dục Hiểu sẽ khoác lên mình nhiều bộ cánh màu pastel trong phim Nhập Thanh Vân.
màu sắc trang nhã bổ trợ cho vẻ đẹp thuần khiết của nhân vật Minh Ý mà cô thủ vai. Cộng đồng mạng đánh giá rằng Lưu Dục Hiểu rất hợp với sắc hồng pastel, cho dù là hồng phớt hay hồng cam đào, bởi gam màu này tôn lên nước da trắng hồng của cô. Từ những ngày còn đóng Vân Chi Vũ, cô đã có những khoảnh khắc đốn tim fan trong cổ phục sắc hồng. Họ rất vui khi thấy đoàn phim Nhập Thanh Vân đã chọn nhiều trang phục theo gam màu ấm áp này cho Lưu Dục Hiểu. Có thể nói, Lưu Dục Hiểu cũng đã có một cú lột xác điệu nghệ với vai Minh Ý trong Nhập Thanh Vân. Rất nhiều trang thông tin báo chí truyền thông Trung Quốc phải nhận định rằng họ không còn nhận ra Lưu Dục Hiểu với tạo hình mới. Thậm chí họ quên mất bình thường cô trông ra sao. Cơ hội tỏa sáng của Lưu Dục Hiểu trong năm 2025. Sau bước ngoặt với vai Thượng Quan Thiển trong Vân Chi Vũ, tài nguyên của Lưu Dục Hiểu phát triển vượt bậc. Nữ diễn viên sinh năm 1999 tham gia nhiều dự án nổi bật, được khen ngợi có kỹ năng diễn xuất tốt và nhan sắc ngày càng thăng hạng, trở thành đối thủ đáng gờm trong dàn tiểu hoa 95. Trong năm 2024, Lưu Dục Hiểu liên tục tham gia 4 dự án phim với vai trò nữ chính, trong đó có đến 3 phim cổ trang là Ngũ Phúc Lâm Môn, Bảng Thượng Giai Tế và Nhập Thanh Vân. Dù đều thuộc trường phái cổ trang, nhưng cả 3 bộ phim đều theo phong cách khác nhau và những điểm hấp dẫn riêng. Nội dung phim Ngũ Phúc Lâm Môn kể về Lệ gia giàu có ở Lạc Dương. Gia đình này có 5 người con gái xinh đẹp xuất sắc và nổi tiếng. Tuy nhiên, điều oái oăm là họ lại gặp khó trong việc tìm kiếm nửa kia. Do đó, Lệ gia đã chuyển tới Biện Kinh với mong muốn tìm được lang quân như ý cho 5 cô con gái, lần lượt do Lưu Dục Hiểu, Lưu Tá Ninh, Hoàng Dương Điền Điềm, Ngô Tuyên Nghi và Kha Dĩnh thủ vai. Trong phim Lưu Dục Hiểu vào vai Tam Nương Tử, sẽ nên duyên với anh chàng Mỹ Nam Vương Tinh Việt. Dự án Bảng Thượng Giai Tế là phim trinh thám, phá án, báo thù với bối cảnh lịch sử không rõ triều đại. Trong Bảng Thượng Giai Tế, Lưu Dục Hiểu vào vai Giản Minh Thư, con gái duy nhất của phú hộ Giản gia, chuyên kinh doanh trang sức vàng bạc nhiều thế hệ có danh tiếng tại Giang Ninh Phủ. Cha của Giản Minh Thư muốn tìm một người con rể nhà nghèo nhưng học giỏi, sau này đỗ đạt làm quan để gia tộc nâng cao địa vị, người này chính là Lục Thảng, do Vương Tử Kỳ diễn. Tuy nhiên, Lục Thảng không vui vì biết bản thân đang bị lợi dụng và bị ép duyên. Mối quan hệ oan gian của cả hai gặp nhiều biến cố. Còn Nhập Thanh Vân hoàn toàn là phim tiên hiệp cổ ngẫu. Đến thời điểm hiện tại, bộ phim Nhập Thanh Vân vẫn chưa tiết lộ quá nhiều thông tin trong giai đoạn khởi động. Khán giả đang không khỏi mong đợi những gương mặt diễn viên phụ cùng thời gian lên sóng chính thức của tác phẩm này. Màn kết hợp giữa Lưu Dục Hiểu cùng nam diễn viên Hầu Minh Hạo cũng được nhiều người mong đợi, kỳ vọng sẽ gây sốt màn ảnh. Hầu Minh Hạo có sở trường với thể loại cổ trang. Gần đây, anh cũng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả khi thủ vai Bách Lý Đông Quân trong bộ phim Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Người hâm mộ kỳ vọng Lưu Dục Hiểu sẽ giữ phong độ diễn xuất, cùng với đó là có tạo hình đều tay ở cả 3 bộ phim này. Từ đó giúp cô tiến gần hơn đến hình ảnh nữ thần cổ trang thế hệ mới. Ghi điểm với khán giả vì gia đình quá đáng yêu. Gần đây, gia đình của Lưu Dục Hiểu đã xuất hiện trong chương trình Khuê Nữ Nhà Tôi với hình ảnh một gia đình chuẩn mực ở Thượng Hải. Với một cô con gái xinh đẹp ngoan ngoãn, một người mẹ ân cần chu đáo và một người bố luôn bình tĩnh cẩn trọng. Gia đình Lưu Dục Hiểu có một điểm chung, đó là ai cũng ăn nói nhẹ nhàng. Lưu Dục Hiểu gọi điện cho bố mẹ vào lúc 3 đến 4 giờ sáng, nhưng bố mẹ cô không hề khó chịu vì bị đánh thức giữa giấc ngủ say. Hay có lần Lưu Dục Hiểu làm rơi mất chìa khóa nhà, cô cũng có thể lập tức hỏi xin mẹ chiếc chìa khóa khác mà không sợ bị mắng. Buổi sáng sau khi Lưu Dục Hiểu đóng máy phim Ngũ Phúc Lâm Môn và trở về nhà, bố cô đã nhẹ nhàng vào phòng con gái và lấy kẹp để giữ rèm của sổ lại, không để lọt sáng vào, giúp cho cô ngủ ngon hơn. Mẹ cô cũng không gọi con dậy, chỉ đứng ở cửa ngó một cái rồi đi làm. Căn nhà hiện tại dù đã cũ, bố mẹ Lưu Dục Hiểu cũng không dám bán đi, chỉ vì con gái ngày nhỏ đã viết lên tường phòng rằng đây là tổ ấm vĩnh viễn của Hiểu Hiểu. Bức tường phòng ngủ chi chít toàn hình vẽ và sticker của con gái năm xưa, nay lại là những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ nhất với bố mẹ. Bạn có ấn tượng như thế nào về Lưu Dục Hiểu? Hãy cho chúng mình biết ở bình luận nhé! Và nếu cảm thấy video này thú vị thì hãy nhấn một like cho video cũng như đăng ký cho kênh của chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!